Xin mời anh trai. Chào quý vị khán giả. Chào anh. Dạ, mời anh ngồi. Anh tên là gì? Dạ, em tên Lê Xuân Hồng. Em năm nay 39 tuổi, hiện em đang sống ở Biên Hòa, Đồng Nai. Anh làm nghề gì? Em làm nghề mộc. Rồi, cảm ơn anh. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào Cát Tường ạ. Chào bạn, bạn tên gì và năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 30 tuổi, em tên là Thanh Xuân ạ. Hiện giờ Xuân đang làm việc ở đâu? Hiện tại giờ đang là phụ tá nha khoa. Ngày hôm nay mình đến với chương trình là mình mong muốn tìm được người yêu hay là mình tính được là mình tới hôn nhân luôn? Trước mắt là tìm được một người bạn tốt. Dạ. Nếu sau đó có duyên thì sẽ tiến xa hơn. Thế từ trước đến giờ mình đã có được bao nhiêu mối tình rồi? Em hiện tại thì cũng có được 2 mối tình. Nhưng mối tình đầu tiên chỉ là người yêu thôi. Còn mối tình thứ hai đó là ông xã của em. Bây giờ mình với ông xã đã chia tay rồi ha bạn? Đúng rồi. Mình chia tay được bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm. Vì thì suốt trong 2 năm qua thì bạn vẫn ở một mình. Dạ đúng. Chị xin hỏi là bạn có mấy cháu rồi? Dạ em chưa có cháu nào hết Quyền Linh ơi. Bạn còn rất là trẻ, tương lai còn dài phía trước. Và hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì Quyền Linh và Cát Tường sẽ tìm được cho bạn trước tiên là một người bạn tâm đầu ý hợp, rồi chúng ta sẽ tiến xa hơn nữa. Tôi muốn nghe bạn anh trai bên kia là nói một tí về mình. Em muốn tìm một người bạn gái cũng có khả năng kinh doanh. Nhưng mà anh nghe người bên kia đã có một lần đò rồi. Bạn có ngại không? Em thì em cũng một lần đò rồi, nhưng mà cho dù là em có là trai tân chăng nữa, nhưng mà một khi đã yêu ấy thì một lần đò thì em vẫn chấp nhận. Anh với vợ ly hôn lâu chưa anh? Cũng ly thân thì cũng được 7 năm, ly hôn thì được 4 năm. Anh có cháu nào chưa? Dạ một. Năm nay 8 tuổi, đang sống với vợ em trên thành phố Bình Thuận. Lỗi do ai anh? Chả có ai có lỗi. Em cảm thấy là không hợp. Thì cái lý do đầu tiên đó thì trong cuộc sống thì em sống em thiên về tình cảm, mà em thấy thiếu thốn về tình cảm. Khi em với bà xã em đến với nhau á, thì trong cái cuộc sống vợ chồng thì em muốn chia sẻ về công việc, về gia đình. Nhiều lúc em cũng muốn đem em tâm sự, vì là quê thì cùng ngoài Bắc, thì hai vợ chồng trong này thôi. Nhưng mà em thấy có một cái gì đó em không muốn bày tỏ. Thôi bây giờ mình nghĩ là mình phải nói chuyện hiện tại đi. Bây giờ bạn muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào? Cũng đổ vỡ cũng được, không có sao hết. Có mơ ước sau này thì em làm ăn thành đạt thì em cũng sẽ làm từ thiện. Em cũng muốn là bạn gái của em đi cùng với em trên con đường đó. Em nghĩ là cũng là rất khó khăn, vì là em thì quê ở ngoài Bắc, em vào đây anh em bà con thì không có, nhưng mà làm kinh doanh thì cũng rất là khó khăn về cái vấn đề tài chính. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ làm được. Thế đồng trên con đường với anh thì rồi bây giờ để mình hỏi bạn gái bên này đã ha. Thì bạn mong muốn tìm được một cái người bạn trai của mình là người như thế nào? Muốn tìm một người bạn trai á, nghiêm túc trong tình cảm, chững chạc, điềm đạm và có sự nghiệp ổn định để lo cho gia đình sau này. Nếu như mà anh ấy cũng hoàn cảnh giống như bạn và có một đứa con rồi đó, thì bạn có ngại không? Nếu một người đến với mình mà họ từng gãy đổ như mình thì nó cùng hoàn cảnh thì dễ thông cảm cho nhau hơn. Tại sao mà mình lại gãy đổ ở cái lần đầu? Hình như nó phụ thuộc vào ông xã. Dạ. Tại vì ông xã cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà ảnh cũng hơi thiếu trách nhiệm trong vấn đề gia đình. Trong tình yêu, trong hạnh phúc mà không tôn trọng nhau, không tin tưởng nhau nữa thì hôn nhân nó không tồn tại lâu dài vậy. Dạ. Vậy điểm nào bạn không thích ở cái người bạn trai của mình? Nói nhiều, gia trưởng và keo kiệt lại không có thích. Ủa anh ơi, anh có phải là người keo kiệt không vậy? Dạ em chả biết em có keo kiệt hay không, mà em cứ thứ bảy em đi nhậu với thợ xong mà còn tiền em đi ca dao ok là hết đi về chị. Tiền anh làm ra ai giữ? Tiền em làm thì em không có giữ, em làm thì có kế toán em giữ. Dạ. Tức là anh làm sếp của công ty? Vâng, em làm giám đốc công ty. Nãy giờ không cho biết nha, đứng đầu là giấu ha, giấu ha, giờ mới từ từ lòi ra ha. Nãy giờ cô kia yêu cầu vậy, anh có đáp ứng được cái yêu cầu đó không? Em cũng không có keo kiệt, em sống thì em sống tình cảm này. Vậy cái yêu cầu của anh cần phụ nữ thế nào? Phụ nữ vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm đến mọi người, biết quan tâm đến gia đình. Có bao giờ anh khóc vì phụ nữ chưa? Dạ, em khóc cũng nhiều ấy. Lý do tại sao anh khóc? Cũng có cái là buồn rồi khóc, rồi chia tay khóc. Đây cũng người hơi yếu lòng ha. Dạ vâng. Rồi bây giờ để Quỳ Linh xem cô gái bên kia thế nào, mình sẽ thông báo cho anh ha. Xin chào bạn. Rất là dễ thương. Đây là một người phụ nữ của gia đình. Bên kia nghĩ rằng một người đàn ông cũng rất là tình cảm. Chứ người đàn ông mà ít khóc thì cũng khô khan lắm ha. Nhưng mà anh ơi, nếu như bây giờ mà ưng ý thì bao lâu anh mới có thể đi đến hôn nhân được? Nếu có thể là cuối năm.
thì bạn có tìm được cái người bạn trai thì mình có cái ý định cho tương lai của mình sau này là như thế nào không? Chưa đến với chương trình ngày hôm nay mà em có được như ý thì cái chuyện mà tiến đến hôn nhân hoặc là tương lai sau này thì chắc chắn là sẽ có. À, rồi để mình qua mình xem nha. À, chào anh. Chào chị. Bây giờ mình đã gãy đổ một lần á, bây giờ mình lấy vợ nữa đó, mình có lựa kỹ không? Mình có kén lắm không? Em nghĩ thì em cũng kén đấy, về cũng kén thì kén cũng mới 6-7 năm nay em mới chưa có bạn gái. Về em cũng trong thời gian ly dị thì em cũng có 1-2 mối tình nhưng mà em thấy nó không có hợp. Nay em anh đến với chương trình là đến với ai? Có em gái. Đâu em anh ngồi đâu? À chào bạn. À, hôm nay bạn đi theo ủng hộ anh của mình thì chị ngồi ở đây thì em thấy có phù hợp với tính cách của anh mình không? Em thấy chị thì cũng dễ thương mà tính cách thì em thấy cũng phù hợp với lại anh, cũng có thể là phụ anh quán xuyến công việc với lại kinh tế trong gia đình được. Mà bình thường á, anh của bạn có phải là người kén chọn khó tính lắm không? Kén thì chắc là cũng không, nhưng mà tại chưa tìm được người phù hợp thôi. Rồi cảm ơn em. Giờ kéo màn lên cho hai người gặp mặt đi. Chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Thì mời màn kéo lên. 2 phút bắt đầu. Mời anh chị. Wow, hôm nay là ngày 8 tháng 3, anh thật là chu đáo. Dạ, anh có thể cho em yêu cầu được không? Để em nói đi. Anh có thể đứng dậy xích lại gần em tí được không? Dạ. Cảm ơn anh. Ủa đứng dậy xích lại gần bạn chi vậy bạn? Anh thông cảm, tay em thì cận, nhìn sao không rõ. Trời ơi. Được rồi, em nhìn thấy rồi. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Dạ rồi, em nhìn thấy rồi. Anh có vẻ mới nói nha. À không, anh bình thường thôi, anh hỏi trước nha. Dạ. Theo cái quan điểm tình yêu của anh á, anh nghĩ là giữa anh với em thì mình cũng đã có chung cái nỗi đau rồi. Thì anh nghĩ cái đó, điều đó thì mình dễ dàng chia sẻ thông cảm cho nhau hơn. Thật sự thì anh cũng có những người con gái cũng chưa có chồng, rồi cũng rất là trẻ, cũng có tình cảm với anh. Nhưng mà anh cũng nghĩ là đổ vỡ một lần thì anh muốn bước đi một bước nữa thì anh muốn bước cho nó chắc, nó không có đổ vỡ nữa. Trên cái con đường anh đi tới thì anh cũng có nhiều cái dự định cho cái tương lai. Anh ví dụ như là em có chọn anh thì cuộc sống cũng nhiều cái khổ, nhưng mà anh nghĩ là anh sẽ làm được, anh sẽ bù đắp để cho em được những cái gì mà em phải gánh chịu cả. Thì đến chương trình thì em cũng mong muốn tìm được một người bạn phù hợp, có một cái dự định nghiêm túc để tiến đến xa hơn. Nếu như mà ngày hôm nay em và anh có cơ hội để hẹn hò thì hy vọng rằng em với anh sẽ bù đắp cho nhau những gì mình mất mát. Rồi hiện nãy mới nghe là anh nói là anh đã có cháu 8 tuổi đúng không? À đúng rồi, đang sống, đang sống với mẹ. Đúng rồi. Rồi anh có về thăm cháu không? Thì cũng trung bình thì vài tháng thì về là. Anh thì em có thể thông cảm được, tại vì anh có con cho nên cái việc anh đi lại để thăm cháu thì không sao cả. Thì anh cũng đã ly dị rồi, anh nghĩ người con gái nào đến với anh thì cái điều anh mong muốn nhất người con gái là cái là ví dụ như con anh thì anh cũng chạy đi chạy lại với con. Em chỉ ích kỷ khi em là vợ anh thôi, còn em là bạn anh thì em ích kỷ đâu. À, việc của anh. Cảm ơn chị. Chị ấm lên ạ. Tôi thấy Cát Tường rất là xúc động. Tôi xin hỏi tại sao vậy? Về câu chuyện của hai người. Câu chuyện của anh chị cũng rất là hay. Những thời gian phát sóng không còn nữa. Hy vọng rằng qua cuộc nói chuyện tuy nó ngắn thế này nhưng đã để lại cho nhau một ấn tượng nào đó. Điều quan trọng là vẫn là anh chị có chọn để hẹn hò hay không. Chúng ta có thời gian là 3 tiếng đếm. Câu nói rất hay mà tôi vẫn nhớ, đó là chúng ta hãy đến với nhau để bù đắp cho nhau những cái mất mát vừa qua. 1 2 3 hết thời gian. Anh có cảm nhận gì về người phụ nữ đứng kế bên anh? Trước hết thì em cũng thấy bạn ấy dễ thương, hiền. Em nghĩ là em cũng bám để em tìm hiểu sau. Còn chị? Em cũng đang rất là xúc động. Thật ra thì hai bạn cũng có hoàn cảnh giống như Tường. Nghe hai người tâm sự với nhau chỉ vài điều ngắn ngủi, nhưng mà cái điều Tường làm xúc động nhất là hai bạn đến với nhau, ngoài cái sự là yêu thương nhau mà mình còn bù đắp cho cái những nỗi đau mà mình đã trải qua.
thật ra anh Quyền Linh nọ hỏi lúc nãy thì Tường chưa trả lời được, và đến lúc đó cũng còn xúc động lắm. Bởi vì Tường nghĩ rằng khi những người mà đã gãy đổ như Tường mà để tìm được một người đồng cảm và có thể nói được với mình những câu như vậy thì cuộc đời thật là ý nghĩa, và cuộc đời còn rất là đẹp ở phía trước. Và Tường cũng mong rằng qua đây, qua cái chương trình và qua cái cặp của anh chị, thì những anh chị nào mà cũng có hoàn cảnh tương tự như vậy thì cứ mạnh dạn, cứ đăng ký với bạn muốn hẹn hò, thì Quyền Linh và các Tường cùng với chương trình sẽ tìm cho bạn những cái mảnh ghép mà đâu đó mình chưa tìm thấy được. Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều tìm thấy được hạnh phúc. Cảm ơn hai bạn. Tôi nghĩ rằng những giọt nước mắt ngày hôm nay nó sẽ là những giọt mắt rất hạnh phúc. Chúc mừng anh chị. Tôi chia sẻ với người bạn đồng nghiệp của tôi, một người em gái, và cố lên bạn nhé. Tôi sẽ tìm mảnh ghép cho bạn. Cuộc đời đôi khi cũng không có điều gì ta nói trước được. Số phận con người đôi khi nó cũng không như mình mong muốn, và thiếu cái này thì chắc chắn sẽ có những cái thứ khác bù đắp. Tôi tin rằng một ngày sớm nhất các Tường cũng sẽ hạnh phúc như những gì mà các Tường đã làm trong thời gian qua.